chắc là về rồi sao ấy. Mà, mẹ cháu vừa về, trông ơi. Bà trông làm tí, anh thủ tí mấy củ hành ra kia thi thoảng. Lấy đôi lá hành để ăn. Vâng, đây đây. Ui giời. Lần trước cháu giờ ở ngoài kia rồi. Sao ấy? Dòng thêm một gạch măng tây ấy, thế là nhổ lên xong dòng lại nó cứ cằn cằn, nó không trồi được mầm ấy. Giờ này nó cứ lên cỏ ấy, dầm ô là vào đây, dầm cỏ nó có lên. Vâng, bây giờ đây như vườn này tốt lắm, cả dám hò lên. Đằng này nó còn những cái cây lằng nhằng nó còn đỡ. Ở đằng kia nó toàn những cái cỏ xốp xốp như này này. Vội vào quán đây. Thế này có mà rắn nó nằm ở giữa. Rồi dâm được một ít ở giáp tường kia nhưng nó vóng quá sao nó không lên được. Nhưng mà thi thoảng cắt cũng được nắng. Và hai vợ chồng nấu bát canh vừa vừa đủ ăn. Anh Thanh kìa, anh đưa máy cắt cỏ về thì sao anh dọn cho em một lối em lên vừa em cắt ra một thốt chê. Đáng gì chớ, kia có mấy gốc rồi, thi thoảng hai năm. Không dám đâu khác, giờ lên vườn ghê. Con nọ